Rồi, xin chào tất cả các anh em nha. Chúng ta đến với mục chia sẻ cái WinBE và Windows siêu nhỏ các anh em mình nha. Thì thường các anh em mà muốn like WinBE hay là Windows thì chúng ta sẽ tìm đến những cái bản like rất là hot. Mình ví dụ những cái file torrent có những cái bản chia sẻ. Đây, các bạn mới đây mình phát hiện đây là 961 phẩy mấy mê thôi. Thì rất là nhỏ cái này mình nha, cái bản Windows mà 900 mấy mê mà cài được cái Windows 10 thì nó dành cho những cái máy cấu hình thấp cũng như là cái máy mà chúng ta bị hạn chế về cái phần cứng cái này mình nha. Thì cái bản này á, mình nghĩ ra một điều là các anh em mà khi mà muốn bui WinBE, tất nhiên là chúng ta muốn bui những cái bản siêu nhỏ. Ví dụ đây, bản Windows 10 64 bit mà các bạn thấy không, có 84 MB thôi. Bản này 84 MB, 81 nè, bản này 76 MB nè. Mình chưa biết nó là có phải là cái bản Windows 10 x64 thật sự hay không, nhưng mà mình thấy cái này rất là hay rồi. Thì mình chia sẻ với các anh em mình luôn á là làm sao mà các anh em này có thể like được cái WinBE mà nó nhỏ nhỏ khiếp như vậy. Thì mình mới nghĩ ra một điều á, mình cũng nghĩ là chắc các anh em cũng sẽ biết theo cái hướng của mình rồi mà chưa chia sẻ, hoặc các anh em chưa có đầu tư nghiên cứu thôi. Thì mình sẽ lợi dụng cái những cái bảng like này của Windows gốc mà mình sẽ cho nó tạo ra những cái bảng Windows siêu nhỏ giống như thế này. Đây cái này mình nha. Khi mà mình đã tạo ra được những cái file win như thế này rồi, dùng cái Windows Bui hay là những cái bảng cấu hình mà để thiết lập chuyên Bui WinBE, thì các bạn sẽ biết tinh chỉnh rút gọn hơn những cái thành phần file, cũng như là dựa vào cái thủ thuật mà mình chia sẻ trước đây á, là thủ thuật đó là chúng ta copy file các anh em mình nha, copy file và đâu rồi. Copy file và chuyển file vô cái ổ X thì chúng ta sẽ thấy được những cái file nào mà nó bắt buộc cần phải có và những cái file nào mà nó cho phép chúng ta ghi đề. Đó thì các bạn cứ xem cái thủ thuật trước đây cái này mình nha. Đấy thì mình sẽ đưa cái link bên dưới luôn, thì các anh em cứ theo dõi cái video đó mà chúng ta sẽ liên kết với cái thủ thuật này, và các anh em sẽ tạo ra được rất là nhiều cái bản WinBE like nó có giá trị cũng như là nó rất là nhỏ. Đấy, thì hy vọng là qua cái video này các anh em mình có cái hướng cũng như là cái kinh nghiệm để chúng ta chia sẻ nhiều cái WinBE nó nhỏ gọn hơn, cũng như là đảm bảo được những cái tính năng cần có để sử dụng để vừa cứu hộ và cũng như là nó vừa tốc độ nhanh gọn mà chúng ta đáp ứng đủ cái nhu cầu chúng ta sử dụng, chứ không cần quá nhiều cái tính năng nó dư thừa các anh em mình ha. Rồi, cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.